Dạ em xin chào các anh chị. Em là người Tây Nguyên. Ngày hôm nay em giới thiệu cho anh chị bà con một miếng đất là đất lèn nha anh chị nhé. Và vị trí đất của mình là ở huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Đó. Và từ cái vị trí em đang đứng đây cũng như là cái miếng đất của mình thì ra trục đường chính, đường liên xã hoặc là đường đi ra thành phố là tầm 200 m. Đó, 200 m là ra trục đường liên xã hoặc là đường đi ra thành phố nhé. Thì từ miếng đất của mình ra đi đường thành phố thì tầm 18 cây gì nhé, 18 đến 19 cây số. Đó. Ra sân bay thì cũng tầm vậy ạ. Còn ra thị trấn Ia Kha của huyện Ia Krai thì cũng tầm 12 cây số nhé. Đó. Đường mình thì cách chợ, trung tâm, ủy ban xã như trường học thì bán kính tầm khoảng 2 cây đến 3 cây số đổ lại ạ. Đây là khu vực đông dân cư chị nhé. Miếng đất của mình là gần ở ngã tư này chị nhé. Đây ngã tư này. Đó. Gần khu vực ngã tư. Và từ em đang đứng đây, từ ngã tư này em đứng lên đó, thì có khoảng 30 mét là bắt đầu tới đất của mình ạ. Đây em đang đi đây ạ. 30 mét. Thì miếng đất của mình là có tổng diện tích là hơn 97 mét mặt đường nhựa anh chị nhé. Mặt đường là mặt đường liên thôn ạ. Đó. Hơn 97 mét, em cứ cho 97 mét mặt đường nhựa. Sâu vào là 55 mét. Có 400 mét vuông thổ cư và có 2 căn nhà. Đây. Đây vậy này. Đất của mình tính từ đây nhá. Từ cái cột từ cây nhỏ nhỏ này hất lên trên đây là 97 mét và em bắt đầu đi giới thiệu cho anh chị lên 97 mét. Thì miếng đất của mình là có 2 căn nhà anh chị nhá, 2 căn nhà cấp 4. Có 400 mét vuông thổ cư. Và giá của chủ nhà đang đưa ra là 1 tỷ 670 triệu. Đấy. Thì có 2 căn nhà cấp 4 thì em cũng nói cho anh chị biết là nhà thì xây để cho hai vợ chồng ở thì thoải mái rồi đó. Chiều sâu vào là từ mặt đường sâu vào là 55 mét và 97 mét, dài là 97 mét. Đó. 97 mét là tới cái cột điện này anh chị này. Đó, cái cột điện thứ hai nhé. Cái cột điện thứ hai là 97 mét. Giá của chủ nhà đang đưa ra 1 tỷ 670. Bây giờ em vào em coi cho anh chị cái nhà này. Nhà này rộng phết cô nhỉ? Ừ, nhà này cô xây chứ không ra nhà cô đấy, nó mong vợ mong con về hết thằng Quỳnh nó làm. Giờ ai ở đây cô? Thì đấy ngày nó đấy, xong rồi bắt đầu nó vợ nó không muốn nó không mang vợ con về đấy. Ừ. Về quê đấy, thì là cô đóng cửa bỏ đi. Cái này ngày xưa xây thì 300 đến bao nhỉ? 300. Quả quả không phí hết. Có hai phòng ngủ không cô? Ừ. Hai phòng ngủ công trình phụ chưa có. Giếng ở đây có giếng không? Giếng ở dưới nhà cô đây. À, có giếng rồi nhá. Ừ. À đây không có gì hết không? Đây nó đang để công trình phụ, đây có cái bếp nhỏ dưới này nữa này cháu đây. Ừ. Chắc thế. Chắc là... À, chúng tôi. À, rồi rồi, thôi rồi. Cái bếp nhỏ dưới đó. À. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Công trình phụ. Công trình phụ chưa có rồi. Đó. Hướng này là hướng hướng Tây Bắc anh chị. Một cái nhà là hướng Tây Bắc. Đây chị này, cái ngã tư rồi em đang quay cho anh chị này. Đó. Miếng đất của mình là sát ngã tư luôn nhá. Từ chỗ ranh giới đến ngã tư đó là khoảng 20 mét là tới ngã tư rồi ạ. Mặt đường là 97 mét, sâu vào là 55 mét, có 400 mét vuông thổ cư. Đó, giá của chủ nhà đang đưa ra là 1 tỷ 670 triệu. Đấy.
có hai căn nhà cấp 4 nha chị nhá. Miếng đất của mình thì cách thành phố Pleiku thì từ 18 đến 19 cây đổ lại. Cách trung tâm chợ, trường học, ủy ban xã thì bán kính tầm 2 cây rưỡi đất số, 2,5 km. Và cách thị trấn Ia Kha là tầm 11 đến 12 km nha chị nhá. Rồi em đi vào căn nhà thứ hai. Căn nhà thứ hai cũng là hướng tây bắc một xíu. Tây nhiều hơn bắc, hướng tây nhiều hơn. Hiện tại bây giờ trên đất của gia chủ là có trồng được tầm 500 cây cà phê. Đó. Đất vuông thành sắc cạnh. Không tấp hậu nhé. Đây của cô còn có một cái kho này. À, rộng cô nhỉ. À. À. Đây nhà cầu, nhà tắm, bài bán này. Cái nhà thứ hai này thì mình công trình phụ là đều khép kín hết rồi anh chị nhá. Nhà thứ hai này thì bài bản hơn. Nhưng mà nhà đầu tiên thì quay cho anh chị thì nhà đẹp hơn, mới hơn. Nhưng mà chưa công công trình phụ. Còn nhà thứ hai này thì cũ hơn nhưng mà công trình phụ là bài bán ớt giáp hết rồi. Thế là giường chiếu cô định nổ thiết ra để cô đi giặt bên này. À vâng. Cái này cô ba phòng ngủ đúng không? Ba phòng ngủ, phòng kho, nhà tắm, nhà là câu quá hết rồi. À. Nhà thứ hai này thì có ba phòng ngủ nhưng mà cũ hơn nhà kia. Nhà tắm nhà câu quá. À. Rồi video của em đến đây là hết, thì anh chị quan tâm miếng này liên hệ với người Tây Nguyên qua Zalo hoặc số điện thoại trên màn hình để người Tây Nguyên tư vấn cho anh chị nhé. Xin chào anh chị ạ.
Thank you.